Thưa quý vị, những ngày qua, cộng đồng mạng đã bất ngờ dấy lên thắc mắc về việc nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã sử dụng ra sao đối với số tiền hơn 14 tỷ đồng mà ông kêu gọi được từ việc quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung sau đợt bão lũ tháng 11 năm 2020. Và vào ngày 24 tháng 5, nghệ sĩ Hoài Linh đã lần đầu tiên lên tiếng về vấn đề này. Theo đó, trong clip gửi các cơ quan báo chí truyền thông, Hoài Linh cho biết số tiền chính xác mà anh nhận được là hơn 14,67 tỷ đồng, hiện vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích từ thiện mà anh đã thiết lập. Nam nghệ sĩ trần tình, Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị cho chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Song vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải rời lại. Và anh dự kiến là từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải rời. Danh Hải cũng gửi lời xin lỗi tới đồng bào miền Trung và số tiền quyên góp tới muộn dự kiến ban đầu. Bên cạnh đó thì Hoài Linh cũng mong muốn tình hình dịch bệnh mau qua để anh có điều kiện thực hiện lời hứa của mình là đích thân đến trao tay số tiền từ thiện cho người dân miền Trung. Hoài Linh cho biết thêm, sau những đợt trao tiền từ thiện, anh sẽ công bố các clip và chứng từ minh bạch. Đồng thời, trong đoạn video, nghệ sĩ Hoài Linh cũng làm rõ khoản tiền phúng điếu trong tang lễ nghệ sĩ Chí Tài đã được tách ra minh bạch với số tiền các mạnh thường quân cả nước đóng góp để cứu trợ miền Trung. Anh sẽ thay mặt ca sĩ Phương Loan và cố nghệ sĩ Chí Tài dành số tiền 83.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 1,9 tỷ đồng để giúp đỡ bà con theo đúng tâm nguyện của người quá cố. Thưa quý vị, ngay sau khi nghệ sĩ Hoài Linh chính thức lên tiếng trước truyền thông giải thích rõ thông tin hơn 14 tỷ đồng từ thiện do mình quyên góp, thì cộng đồng mạng đã xuất hiện nhiều tranh luận trái chiều về vụ việc này. Trong đó, nổi bật hơn cả là hai luồng ý kiến, nghi hoặc và ủng hộ. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của VTC Now. Nhiều tài khoản Facebook đặt ra câu hỏi, nếu thực sự vì dịch chưa thực hiện được thì cũng nên cho tất cả mọi người biết, sao để đến giờ mới nói. Đây cũng là lý do khiến cộng đồng mạng nghi ngờ tính minh bạch của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh trong việc quyên góp từ thiện. Một tài khoản Facebook bình luận, cứu trợ khác với từ thiện, lúc cấp bách, thiên tai, lũ lụt mới thực sự đáng quý. Rất nhiều người khác cũng ủng hộ ý kiến này vì cho rằng Hoài Linh sau khi quyên góp 6 tháng vẫn chưa giúp đỡ bà con miền Trung là quá muộn. Ngược lại, vẫn có không ít ý kiến ủng hộ Danh Hải, bày tỏ sự cảm thông cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vì những lý do khách quan ngoài ý muốn nên chưa thể tham gia cứu trợ như kế hoạch ban đầu. Nhiều bình luận khác mong Hoài Linh giữ gìn sức khỏe, bày tỏ niềm tin và tiếp tục ủng hộ Danh Hải gạo cội của nước nhà. Giữa lúc mạng xã hội xôn xao trước những lời chân tình của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh về số tiền từ thiện 14 tỷ đồng này, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có những chia sẻ gây chú ý hôm 24 tháng 5. Đăng tải công khai trên trang Facebook cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng viết, ai nói sai, làm bậy, chắc chắn sẽ nhận lấy nghiệp do chính người đó tạo ra, nhất là với việc từ thiện. Ca sĩ Mỹ Lệ cũng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bênh vực nghệ sĩ Hoài Linh giữa lùm xùm 14 tỷ tiền từ thiện miền Trung. Ban đầu, ca sĩ chia sẻ bức ảnh được cho là sao kê chuyển tiền kèm status ngắn gọn. Nhìn kỹ vào tấm hình, zoom lên nếu không thấy. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã sửa đi sửa lại dòng trạng thái 12 lần trước khi chốt lại như sau. Đúng sai thế nào, từ từ rồi cũng ngã ngũ. Không tin một người nghệ sĩ như anh lại dám kêu gọi số tiền khủng rồi ỉm đi được. Ngay sau khi nghệ sĩ Hoài Linh chân tình về số tiền từ thiện 14 tỷ đồng gây xôn xao dư luận, sáng 24 tháng 5, ca sĩ Mỹ Lệ lập tức quay xe. Theo đó, khi trả lời bình luận của một người bạn bàn về vấn đề này, nữ ca sĩ đã viết khó thông cảm chị nhỉ, sao lại thế này? Những phát ngôn không thống nhất của ca sĩ Mỹ Lệ về vấn đề này cũng đang nhận nhiều ý kiến đóng góp của cộng đồng mạng. Vâng, ở bên cạnh những tranh luận trái chiều trên, nhiều cư dân mạng còn cho rằng việc Hoài Linh giữ tiền từ thiện từ sự đóng góp của người dân quá lâu không chỉ vi phạm đạo đức mà còn vi phạm quy định của pháp luật. Để làm rõ việc có hay không sự vi phạm pháp luật trong câu chuyện này, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với luật sư Lại Xuân Cường, công ty luật NTB Legal, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin mời trường quay kết nối với luật sư Lại Xuân Cường. Vâng, xin chào luật sư ạ. Thưa anh, vừa qua thông tin xoay quanh số tiền hơn 13 tỷ đồng, cụ thể là gần 14 tỷ mà nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi để hỗ trợ đồng bào miền Trung gặp bão lũ vào tháng 11 năm ngoái đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Hoài Linh cho biết thì vì tình hình dịch COVID-19 nên chưa thể trực tiếp ra miền Trung như dự kiến và khẳng định sẽ thực hiện sứ mệnh này sau khi dịch ổn định. Vậy theo luật sư, việc nghệ sĩ Hoài Linh giữ tiền từ thiện khoảng 6 tháng như vậy có vi phạm pháp luật hay không ạ?
Thì thông qua báo chí cũng như là dư luận xã hội qua các cái trang mạng xã hội thì có được biết là vừa qua thì nghệ sĩ Hoài Linh thì có giữ số tiền hơn 13 tỷ đồng, đó là cái tiền của các mạnh thường quân. Vậy thì căn cứ vào cái khoản 2 điều 2 thông tư số 72 năm 2008, thông tư của Bộ Tài chính ý, hướng dẫn về cái việc mà cái tiền cứu trợ giữa các cái mạnh thường quân, những cái người mà nhà hảo tâm, các nhà hảo tâm ấy khi mà chuyển tiền quyên góp thì họ cũng không có thỏa thuận hoặc là nói rõ về cái thời hạn để thực hiện cái việc chuyển tiền này là khi nào. Như vậy thì trong trường hợp này là đối trước các quy định của pháp luật, cụ thể nó là Bộ luật dân sự, thì trong trường hợp mà tổ chức cá nhân thực hiện công việc ủy quyền nếu không có cam kết hoặc thỏa thuận khác thì thời hạn thực hiện ủy quyền nó là 1 năm. Như vậy là với cái việc mà giữ cái số tiền này nó là 6 tháng thì theo quan điểm của tôi là đối chiếu các quy định pháp luật là cái việc mà chưa chuyển tiền được đến đồng bào lũ lụt miền Trung thì nó không có vi phạm pháp luật. Vâng ạ, và theo ghi nhận của chúng tôi thì một số người cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh đã có dấu hiệu vi phạm vào quy định điều 7 của Nghị định 64 năm 2008, cụ thể là việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp từ thiện ở hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, mắc bệnh hiểm nghèo thì thời gian phân phối tiền hàng cứu trợ không quá 20 ngày. Vậy luật sư có quan điểm ra sao về nhận định này ạ? Thực ra là cái việc mà phân phối theo cái nghị định 64 về việc mà phân phối hàng thiện nguyện không quá 20 ngày, đó là các đối với theo quan điểm của tôi đó là áp dụng đối với các cái tổ chức mà làm thiện nguyện, ví dụ như nó là Mặt trận Tổ quốc, ví dụ như là nó là các cơ quan đoàn thể được được phép, được quy định theo cái nghị định 64. Còn trong trường hợp này là người ta là cá nhân, tức là cá nhân mà thực hiện cái việc thiện nguyện đấy, thế nên là cũng có thể là không áp dụng cái nghị định 64. Như vừa rồi cái trường hợp giả sử như trường hợp ca sĩ Thủy Tiên cũng vậy thôi, cái việc này cũng đã được cái dư luận cũng như là xã hội người ta chấp nhận đấy, chấp nhận việc huy động. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư Lại Xuân Cường. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy khi các nghệ sĩ đi làm từ thiện, bên cạnh những lời khen ngợi ủng hộ thì trong nhiều trường hợp lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Thực tế, việc nghệ sĩ bị công kích, chê bai khi đi làm từ thiện ở Việt Nam cũng như trên thế giới không phải là chuyện hiếm. Mỗi người nghệ sĩ sẽ có một cách đối diện và giải quyết riêng của mình. Và ngay bây giờ, trường quay VTC Now xin được phép kết nối với ca sĩ Thái Thùy Linh, một trong những nghệ sĩ đã tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện trong hơn 10 năm qua và lắng nghe những chia sẻ của cô về vấn đề này. Xin mời trường quay kết nối ạ. Vâng ạ, xin chào ca sĩ Thái Thùy Linh. Chị có thể chia sẻ về những áp lực và khó khăn mình gặp phải khi tham gia các hoạt động thiện nguyện trong quá trình hơn 10 năm qua không ạ? Với cá nhân mình thì một trong những cái khó khăn lớn nhất mà mình luôn luôn xác định là phải giống như một cái bài toán khó mà ngay từ đầu phải giải quyết được. Đấy là làm sao mà để tiêu cái tiền, những cái khoản tiền nhỏ mà mọi người ủng hộ ấy. Mình hay có cái khái niệm là làm sao tiêu tiền mà gọi là chuẩn nhất. Đó. Làm sao mà để từ những cái đồng tiền nhỏ của mọi người góp lại thì làm sao nó phải phát huy được tác dụng lớn nhất và nó mang lại cái hiệu quả thiết thực nhất, vừa lại vừa sâu lại vừa rộng. Đấy, làm sao mà mang lại những cái hiệu quả thiết thực đến với những người mà cần cần được giúp đỡ, cái đối tượng của những cái chương trình đó. Còn quay trở lại một chút thì có một cái khó khăn nhưng mà với mình thì nó cũng đã gần như là nó đã qua khá là lâu rồi. Đấy là những cái hồ nghi, những cái nghi ngờ của mọi người liên quan đến cái động cơ nào, mục đích nào, vì sao, để làm gì. Đấy, thì rất nhiều những cái nghi vấn của mọi người đặt ra cho một người đứng ra để tổ chức những cái chương trình thiện nguyện. Vâng ạ, vậy thì chị đã đối mặt và giải quyết những tin đồn thất thiệt và những lời công kích từ cộng đồng mạng như thế nào? Và bài học cho các nghệ sĩ đặt ra ở đây là gì ạ? Khi mà Internet phát triển, mạng xã hội phát triển thì nó sẽ luôn luôn có những cái mặt cực tốt và có những cái mặt thực sự là cũng 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 rất là phức tạp và rất là thị phi. Ngoài cái việc là có cái lòng nhân từ ra, lòng thương người ra thì để mà tổ chức được những cái hoạt động thiện nguyện hiệu quả thì chắc chắn là phải cần thêm, không phải chỉ đấy, không phải là chỉ con tim là đủ đâu, và đôi khi nó còn có cả một cái chữ dũng nữa, có nghĩa là mình phải dám làm những cái việc nào mà lương tâm và
cái trí óc của mình nó cho là đúng đấy, chứ không có đôi khi là nếu mà mình làm thiện nguyện và trong những cái tình huống khó khăn mà mình lại sợ thì có thể nó cũng lại gây ra rất là nhiều hệ lụy ở đằng sau. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ca sĩ Thái Thùy Linh. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là câu chuyện đi làm từ thiện, nhiều người luôn ví giống như là vác tù và hàng tổng. Cho dù có làm tốt đến đâu thì việc gặp phải tranh cãi là điều luôn xảy đến. Đặc biệt đối với các nghệ sĩ thì việc này càng áp lực hơn bao giờ hết. Cũng chỉ vì họ nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn và nhất cử nhất động, luôn có anti-fan săm soi và không ngần ngại buông những lời chỉ trích. Nếu bỏ qua những chuyến từ thiện của một số người với mục đích PR, đánh bóng tên tuổi, thì có lẽ hay vì một số mục đích nào khác, thì việc từ thiện xuất phát từ cái tâm với mong muốn giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn hơn thì luôn đáng được trân quý.